không mọi người? Hôm nay xin giới thiệu với mọi người bộ áo diều mới nhất trong series diều in tranh của diều sáo Kiến An Hải Phòng. Đó là bộ diều đôi lợn vàng phú quý 3m, dáng đuôi cá. Như đã biết thì lợn là con vật vô cùng quen thuộc và gần gũi với con người. Diều lợn có ý nghĩa mong muốn đem lại cho gia chủ sức khỏe, tài lộc, phú quý. Đặc biệt, lợn còn biểu trưng cho sự sinh sôi và nảy nở. Phần đuôi của chiếc diều ngoài ra thì các bác có thể đặt thiết kế theo yêu cầu riêng. Phương châm của bên em là khách hàng là thượng đế, phục vụ các thượng đế đến khi nào ưng thì thôi. Đây cũng một mẫu đôi lợn vàng nhưng mang tên Kỷ Hợi, kỷ niệm năm nay cũng chính là năm sinh của con trai gia chủ. Phần đuôi ở đây là tên con trai của quý gia chủ, ngày, tháng, năm sinh và đặc biệt là biệt danh của phu cậu. Rất ý nghĩa và đáng yêu phải không ạ? Ngoài mẫu đuôi cá thì bên mình giới thiệu thêm mẫu đuôi rái. Các bác đặt là đuôi cá, đuôi rái hay diều chim thì liên hệ với số điện thoại ở góc phải phía bên dưới màn hình nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Hãy ủng hộ kênh ra nhiều video và sản phẩm mới bằng cách đăng ký kênh, để lại một like và comment nhận xét dưới video nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.